lần vòng quay đông sần quá. Này. Ok. Được rồi.
Cô mày là gọi là Thank you.
Thế hả? Không biết nữa, tao coi mở mắt lên. À xô. Quản lý khi mà hất hất từ cháu là chị cứ về giữa về vị trí giữa sân giống kiểu đánh đơn đó. Là em ngoài này bắt cái đường. Nếu mà nó lốt lại là chị cũng phải đánh thoải mái hơn. Còn nếu mà chị men góc bên kia rồi đập vào giữa này là mẹ hôm nay đập vào giữa là chết. Vị trí chính thấp đôi. Còn ai đánh đâu nhất
nhất hay nhì? Nhất 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 nhất.